Dừng lại! Ai cho chúng mày chơi trên đất là tao? Dạ bẩm cậu, đây là cổng chùa của cả làng mà. Bố tao làm quan, cai quản cái xã này, nên đất chỗ nào cũng là nhà tao hết. Chú Bi này là tao tịch thu, cút xéo mau. Ê, thằng nhà nghèo kia, mày đang làm cái gì đấy? Con... đưa cái giỏ đây. Thứ trong cái giỏ này á, cậu không sờ vào được đâu. Tao mách bố tao, đuổi cả nhà mày đi bây giờ. Điên. Ai? Dân đồng. Ê, ê, ê.